Đôi khi chúng ta vấn vương bởi vì vô thường, bởi vì chúng ta không chấp nhận được những cái sự thay đổi mà nó có xu hướng hơi khó khăn một chút, hơi gian khó rồi hơi tiêu cực một chút. Xin chào bạn thân mến, chào mừng bạn đã quay trở lại với những chia sẻ của Tuệ An. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nói chuyện với nhau về một chủ đề hơi xa xăm một chút xíu. Đó là về chủ đề cuộc đời đi. Thì các bạn có thấy rằng trong cuộc đời của mỗi chúng ta ấy, sẽ có rất nhiều những ngày mình vui vẻ, mình hạnh phúc. Nhưng mà đan xen vào những ngày vui vẻ, hạnh phúc đó thì cũng có những ngày u ám, cũng có những ngày mình thấy rất buồn, có những ngày mình thấy rất chán, có những ngày mình thấy rất tệ. Và thậm chí là nếu như ngay trong giây phút này bạn đang xem video này, bạn thấy rằng mình phải trải qua những ngày tệ như vậy, thì bạn cũng hãy comment xuống phía dưới để chia sẻ cho Tuệ An được biết nhé. Bởi vì sự thật đó là không ai mà chỉ toàn trải qua những ngày vui, nhưng cũng không ai mà trải qua toàn những ngày buồn cả. Mọi thứ đều sẽ đổi thay. Nếu mà bạn hỏi tôi rằng có một sự thật nào sẽ không thay đổi trên cuộc đời này, thì đó chính là sự đổi thay đó bạn ạ. Bạn thấy từ những hiện tượng ở bên ngoài mình, giống như là thời tiết đi, thì cũng sẽ thay đổi liên tục. Ngày nắng rồi sẽ có những ngày mưa, sẽ có những ngày bão, sẽ có những ngày rất giá rét. Rồi giá rét mãi thì cũng sẽ đến những ngày nắng. Rồi trong cuộc đời của mình cũng vậy, trong tình yêu cũng vậy. Hôm nay cái người đó nói yêu mình, thương mình, quan tâm đến mình lắm. Nhưng rồi cũng sẽ có một ngày cái sự quan tâm của người ấy nhạt dần. Hoặc cái tình cảm của chính mình dành cho người ấy, mình cũng thấy rằng nhạt dần. Có những cặp đôi á, họ sống với nhau trọn vẹn đến cuối cuộc đời, họ yêu thương nhau. Nhưng nói về tổng thể thì tình yêu đó không thay đổi. Nhưng nếu như nói về từng khoảnh khắc, nếu như nói về từng giai đoạn, thì tình yêu đó cũng thay đổi chứ. Có những lúc nó nồng cháy, nó mãnh liệt, không gặp nhau là thấy nhớ rồi. Và nếu như mà được gặp nhau thì sẽ cảm thấy dâng trào hạnh phúc. Nhưng cũng sẽ có những giai đoạn tình yêu nó sẽ trầm lắng hơn. Có cũng được, không có cũng được. Không cần phải gặp nhau quá nhiều, nhưng trái tim thì vẫn hướng về nhau. Lại có những giai đoạn tình yêu giữa hai người sẽ nảy nở theo một cách khác biệt nữa. Đó là hai người không cần phải nhìn về nhau, mà hai người cùng nhìn về một hướng, cùng yêu thương những người xung quanh, cùng làm tròn bổn phận và trách nhiệm của hai người, và cũng như là cùng cống hiến cho cộng đồng nữa. Vậy nên bạn sẽ thấy rằng cái gì trên cuộc sống này cũng thay đổi. Có rất nhiều bạn tìm đến tôi và than vãn rằng mình buồn quá, mình giận quá. Và tôi nói rằng xin đừng có phản ứng ngay, đừng có nói ngay mỗi khi mình đang rất tiêu cực, mình đang rất buồn chán hay mình đang vô cùng giận dữ. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta hãy giữ sự tĩnh lặng, chúng ta hãy ở yên đó, chúng ta nhìn nó đi. Chúng ta sẽ thấy rằng nó không bao giờ tồn tại ở đó mãi. Ngày hôm nay chúng ta giận ghê gớm, nhưng mà có thể ngày mai chúng ta đã bớt giận rồi. Có thể ngày kia chúng ta thấy đó là chuyện bình thường rồi. Và ngày kia chúng ta đã chấp nhận được nó rồi. Vậy thì chỉ cần bạn ở yên và quan sát đó, bạn sẽ thấy cái gì xuống rồi cũng sẽ đi. Thủy triều dâng lên rồi cũng sẽ chìm xuống. Mặt trời lặn rồi mặt trời lại mọc. Đó là chuyện hết sức bình thường. Đó là quy luật vô thường của vũ trụ. Mà giới trẻ thì cũng có một bài hát, có hai câu hát, đó là: cuộc đời lắm vô thường, sao cứ mãi vấn vương. Và cuộc đời lắm vô thường như thế đấy, nhiều sự đổi thay như thế đấy, tại sao mình lại cứ phải vấn vương nhỉ? Nhưng tôi tự nhận thấy rằng con người hay vấn vương là bởi vì đôi khi có những cái vô thường mà tích cực, mà vui vẻ, họ rất dễ chấp nhận. Như là hôm nay họ được thăng chức chẳng hạn, đang có mức lương 10 triệu thôi, tự nhiên ông sếp tăng cho mình lên 20 triệu và cho mình một vị trí mới. Họ chấp nhận dễ lắm, tại vì đây là chuyện vui mà. Rồi có một cái người mà mình đã từng thầm thương, cảm nắng, đến một ngày người đó cũng thay đổi, cũng quay ra nói rằng họ cũng thích mình. Thế là mình cũng vui lắm. Và tất nhiên chấp nhận những cái niềm vui, những cái sự kiện tích cực đến với chúng ta là một điều dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng đôi khi chúng ta vấn vương bởi vì vô thường, bởi vì chúng ta không chấp nhận được những cái sự thay đổi mà nó có xu hướng hơi khó khăn một chút, hơi gian khó rồi hơi tiêu cực một chút. Như là một ai đó đang yêu mình bỗng rời bỏ mình, bỗng dưng mình đang có việc làm trở nên thất nghiệp, bỗng dưng ngày hôm nay trời đang đẹp trời lại đổ mây đen rồi mưa dông xuống là mình không đi chơi được. Thì có khi mình không chấp nhận và mình trách móc ngay cả cái thời tiết, tại sao hôm nay lại mưa nhỉ? Nhưng chúng ta không hiểu một điều rằng nếu như mưa thì chúng ta cũng có những niềm vui của mưa. Nếu như mưa thì thậm chí chúng ta còn có thể khiêu vũ dưới mưa nữa. Giống như là có một vài lần khi Tuệ An cùng với đội ngũ của mình phải có những cái cảnh quay ở ngoài trời chẳng hạn. Và lỡ đâu mưa thì sao? Tuệ An bảo nhỡ đâu mưa thì chúng ta sẽ có những cái cảnh quay với mưa. Và điều đó đôi khi lại biến thành một cái điều đặc biệt, lại biến thành những cái điều tuyệt vời cho chính cái cảnh quay ngày hôm đó thì sao? Và trong cuộc đời này của chúng ta cũng như vậy. Hãy biết chấp nhận những cái vô thường sẽ xảy đến, sẽ đến rồi đi với chúng ta, để rồi chúng ta không bị mắc kẹt vào nó. Chúng ta không bị bám chấp vào việc là mình chỉ thích niềm vui, sự kiện vui thôi, còn mình không thích những cái gian khó, mình không thích những cái khổ đau. Tại vì chính cái không thích của mình đó, nó sẽ làm cho khó khăn thì còn tăng lên khó khăn gấp bội, khổ đau thì còn tăng lên khổ đau gấp bội. Và chỉ cần chúng ta chấp nhận được nó thì chúng ta mới có thể chuyển hóa được nó. Mọi thứ đều thay đổi nên mọi thứ bạn cũng đều có thể thay đổi. Và khi nhắc đến vô thường thì tôi nhớ đến một cái nỗi sợ nữa của con người. Đó là sợ phải thay đổi. Giống như khi Tuệ An làm trong lĩnh vực tình yêu và hôn nhân đi, thì có rất nhiều những bạn tìm đến và hỏi rằng làm thế nào để tôi thay đổi người khác? Làm thế nào để tôi thay đổi ông chồng tôi? Làm thế nào để tôi thay đổi bà vợ tôi? Làm thế nào để tôi thay đổi các con tôi? Để chúng nghe lời hơn, để chúng ngoan hơn, để chúng có trách nhiệm hơn. Nhưng bạn ạ, đến lúc mà bạn muốn thay đổi người khác đó mà bạn lại không dám thay đổi chính mình, thì liệu người khác có thể thay đổi được hay không? Và có những người khi mà nhắc đến là phải thay đổi đi, phải có những góc nhìn mới, phải bứt phá ra khỏi vòng an toàn, phải vượt qua khỏi nỗi sợ hãi, thì họ lại càng sợ. Họ sợ sự thay đổi lắm. Tại sao tôi phải thay đổi một công việc? Tại sao tôi phải thay đổi góc nhìn? Tại sao tôi lại phải rèn luyện bản thân? Tại sao tôi lại phải thay đổi? Và chính cái việc họ sợ thay đổi làm cho cuộc đời của họ vẫn mãi ở trong cái mức đó và không bứt phá lên được. Họ đang bế tắc thì cũng không trở nên hạnh phúc hơn được. Đừng bao giờ sợ sự thay đổi, đừng bao giờ sợ sự vô thường các bạn. Bởi vì chúng ta hãy sợ rằng nếu như chúng ta không dám thay đổi thì cuộc đời của chúng ta sẽ không bao giờ đổi thay hết. Và chỉ có sự thay đổi mới giúp cho bạn khám phá ra nhiều điều đặc biệt ở bản thân mình. Có thể sẽ là rất nhiều những điều đặc biệt dẫn bạn đến sự hạnh phúc, sự thành công. Và hiểu được sự vô thường thì cũng giúp cho chúng ta sống chắc trong giây phút hiện tại. Bởi vì mình biết rằng cái gì rồi cũng sẽ qua. Quá khứ rồi nó cũng qua rồi, tương lai thì nó còn chưa đến. Vậy tại sao mình không sống chắc ở trong giây phút hiện tại? Mình không nắm bắt được những niềm vui, những sự hạnh phúc dù nhỏ bé và giản đơn trong giây phút hiện tại này. Như thế thì chúng ta cũng sẽ sống một cuộc sống thảnh thơi, tự do hơn. Đôi khi chúng ta không cần phải lo nghĩ quá nhiều, bởi vì chúng ta biết rằng lo nghĩ thì mọi thứ cũng đâu có diễn ra theo ý mình đâu. Nên mình cứ thuận duyên mà mình sống thôi. Nhưng nếu như có một ngày nào đó bạn cảm thấy quá mệt mỏi, quá áp lực, quá stress, thì lời khuyên của tôi dành cho bạn đó là hãy dừng lại, hãy chậm lại, hãy quay trở về với chính bạn đi. Hãy cảm nhận hơi thở của chính bạn, hãy kết nối với chính mình, hoặc hãy lắng nghe một vài những bản nhạc vui, một vài những bản nhạc mà bạn thấy kết nối được. Hãy lắng nghe một vài audio, ví dụ như là audio Ngày Mới Bình An của Tuệ An, để bạn có thể lấy lại được năng lượng vui vẻ, để bạn có thể cân bằng lại những stress trong cuộc sống, để bạn có thể thư giãn mỗi khi mệt mỏi. Và từ đó khi mình thư giãn rồi, mình có năng lượng tốt rồi, mình giải quyết vấn đề cũng sẽ tốt hơn. Tổng kết lại trong buổi chia sẻ ngày hôm nay của tôi với bạn, chúng ta hãy nhớ rằng quy luật vô thường là một trong những quy luật rất lớn trong vũ trụ. Và chúng ta sẽ không thể nằm ngoài quy luật đó. Cái gì rồi cũng sẽ đổi thay. Và nếu như không chấp nhận được sự vô thường thì chúng ta sẽ khổ. Nên tốt nhất hãy chấp nhận sự vô thường để cho chúng ta hạnh phúc hơn.